Tuấn Anh rất hân hạnh được góp mặt trong một chương trình quay hình thu âm nghệ thuật của nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền. Thưa quý vị, là một nhạc sĩ rất trẻ nhưng không trẻ người non dạ. Bởi vì những bài hát của Nguyễn Huy Điền rất xúc tích, rất tình cảm và những lời nhạc rất chân thành, tha thiết. Nó đậm sâu tất cả những tình người, đậm sâu tất cả những ý nghĩa của đời sống, để mượn nốt nhạc, cung đàn nói lên những điều trân trọng nhất trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, một trong những nhạc phẩm được Tuấn Anh trình bày qua tủ nhạc của Nguyễn Huy Điền. Sở dĩ Tuấn Anh dùng cái chữ tủ nhạc là bởi vì nhạc Nguyễn Huy Điền rất nhiều, và anh đã bỏ hết thời giờ, tâm sức và công lao để dựng riêng cho mình một sân khấu riêng, một lãnh vực riêng, một cõi riêng. Đó chính là cõi Nguyễn Huy Điền. Mời quý vị cùng thưởng thức.